聊半天，排队半天，开心顷刻即送回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边与你每天，家中那些温暖从来都不缺，全力去做你的完全，让你出发好每一天。Giám đốc Trần, thẻ hội viên tôi dùng là thẻ vàng, có lý do gì có thể hủy bỏ của tôi? Nhưng mà luật sư đới, thật xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ làm theo quy tắc thôi. Terry, yêu cầu của câu lạc bộ này đối với khách hàng là rất nghiêm khắc. Dù ngày trước đã từng nhận thẻ hội viên vàng, cũng là sẽ không được vào đâu. Tại sao vậy? Do ở đây đều có người tài, phải qua quy trình khảo sát. Mỗi năm sẽ có 5% hội viên bị hủy bỏ tư cách tham dự. Cậu à, cậu là thẻ thành viên vàng mà rất nguy hiểm rồi. Con đừng lo cho cậu. Tập đoàn chúng ta mỗi năm đều có đóng tiền thuê dài hạn chỗ này, đúng không, giám đốc Trần? Dạ đúng rồi, luật sư Ngô. Ông Long lớn đang ở phòng VIP đợi hai người. Chúng ta đi thôi, nếu không người ta tưởng chúng ta không vào được đó. Qua, wow, cậu à, lúc nãy cậu rất bá đạo đó. Cần gì phải nói, để khi con kết hôn sinh con rồi, không ai lấy nhà họ Long ra so sánh, cậu lại có thể bá đạo thêm nữa. Nhưng mà lần trước chuyện đính hôn không thành, con sợ ba vẫn còn giận con. Ông ấy chỉ là giận việc Lusa từ chối hôn sự, không có liên quan tới con. Anh con và vợ lại không xin được cháu cho ổng, rồi thì không nên người. Cậu có biết không, con là hy vọng duy nhất của ổng đó. Vậy hôm nay ba kêu con tới đây, không lẽ là muốn giới thiệu bạn gái cho con? Không chỉ có ổng, cậu cũng vậy. Cậu cũng đã kiếm được một người con gái tốt giới thiệu cho con. Chúng ta vào trong với bạn với ba của con. Anh rể. Chào ba. Sao trễ dữ vậy? Kim Điếu Đồng chờ chúng ta lâu rồi đó. Ông ta có một người con gái muốn giới thiệu cho con nữa. Terry, tôi đã tính cho cậu rồi. Bác tự nhà cô gái họ Dương này rất tốt. Cô gái này rất hợp với cậu đó. Là nó sao? Cậu quen sao? Là cô gái lúc nãy đã nói với con. Là cô gái lúc nãy muốn giới thiệu cho con đó. Em muốn giới thiệu cô gái này cho Terry hay sao hả? Đúng rồi. Em và ba nó ngày trước là bạn đại học. Còn nó tên là Dương Siêu Chi. Em xem nó từ nhỏ tới lớn mà. Cho nên em thấy nó với Terry là rất hợp. Kim Điếu Đồng đã tính qua. Cô gái này có tướng phu thê, xin con nói giỏi. Nhưng trước khi có đoạn phỏng vấn, nói là chưa từng hẹn hò. Có vẻ đối với bạn tình tương lai có chút yêu cầu. Anh sợ nó chưa chắc để mắt đến Terry của chúng ta được. Anh cứ yên tâm đi. Người khác giới thiệu thì em không chắc là thành công đâu. Nhưng nếu là em... Anh rể... Anh nhớ lúc nhỏ, khi nó đi du học nước ngoài, nó không chịu đi. Em là người thành công khuyên được nó đi đó. Ở sân bay nó còn ôm em để khóc nữa. Cho nên nếu là em nói, còn tốt hơn người ta khuyên 10 lần lận. Nếu vậy thì chuyện này anh sẽ giao cho em đó. Em bảo đảm, năm nay anh nhất định sẽ có một đứa cháu đó. Nếu vậy thì tốt. Nè, cạn ly, cạn ly. À Si, thông minh lắm nghe. Biết được Siêu Chi tối nay sẽ ở đây ăn cơm. Mấy lần trước hẹn với cổ đều nói bận đó. Ê... Không nói nữa, tới nơi rồi, vậy đi, tạm biệt ha. Siêu Chi, có nhận ra người chú này không? Con đương nhiên nhận ra chú rồi. Tặng cho con nè. Tặng con sao? Chú biết là con lúc nhỏ rất thích thú nhồi bông. Chú nhớ một năm tổ chức lễ hội hóa trang, con nhìn thấy có người bán thú bông ở ngoài lề đường. Chú nói cái gì con cũng không chịu đi. Còn bắt chú ném trúng cho con, cuối cùng cũng ném trúng. Bây giờ chú tặng thêm một con. Con nhớ mà, nên con mới gọi chú là chú gấu bông đó. Thiệt là. Cảm ơn. Gần đây con bận lắm sao? Mỗi lần hẹn con đều nói bận. Có hẹn hò gì không? Không có. Con xinh đẹp như vậy, sao lại không có bạn trai để hẹn hò được chứ? Chú muốn giới thiệu cho con một người đàn ông lý tưởng. Đàn ông lý tưởng? Chú biết con lúc nhỏ muốn gả cho chú gấu bông làm vợ, nhưng mà chú con bây giờ có bạn gái rồi. Có một người cũng ưu tú giống như chú vậy đó. Đó là cháu trai của chú, Terry. Lòng Lực Dương, nó là con trai của bà vợ cả đó. Thì ra chú đến là nói chuyện này là muốn giới thiệu con đi hẹn hò. Con cũng tới giai đoạn kết hôn rồi. Chú còn nhớ lúc nhỏ con nói là muốn trở thành công chúa nhỏ. Terry thì lịch sự, đẹp trai, có tiền lại có địa vị. Đúng là một hoàng tử thật sự mà con đang muốn đó. Cho con coi tấm hình nha. Thật là ngại quá. Làm phiền. Đổ nước rồi, cho tôi viết khăn khô. Làm phiền nha. Dạ. Thật là ngại quá. Đó là gì mà con căng thẳng quá vậy? Đây là hạng mục mà con phụ trách là việc triệt sản của hội phụ nữ. Giúp nữ giới triệt sản hả? Vậy có nghĩa là phụ nữ không sinh con được, không sinh con có nghĩa là không có cưới được.
Thật ra có nhiều khu vực lạc hậu, phụ nữ đều quan niệm sinh nhiều con. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên bọn họ phải chấp nhận thực hiện triệt sản. Vậy họ là người nghèo, không có tiền để mua đồ bổ. Còn con á, vào nhà họ Long, vấn đề này sẽ không có xảy ra đâu. Bởi vì nhà họ Long có rất nhiều tiền. Những gì cần nói thì chú đã nói hết rồi. Nhà họ Long có một đôi vợ chồng, chúng nó không sinh được con nên mất ưu thế rồi. Nếu như con sinh được cho nhà họ Long một đứa cháu, chú đảm bảo đứa con trong bụng của con là những đứa trẻ được sủng ái nhất. Có nghĩa là càng sinh được nhiều thì càng được chia nhiều tiền. Thật thông minh, nói tới trọng điểm rồi. Thật ngại quá, khăn khô có rồi. Cảm ơn. Cậu ấy không có được rồi. Cậu ấy không được cái gì vậy? Lúc này cậu ta thấy con mặc váy ngắn, liên tục nhìn con. Bị chiếc váy ngắn của con làm cho quên hết mọi việc luôn. Con đâu có định làm gì. Đương nhiên, cậu muốn làm cái gì đó phải làm với Terry. Chỉ là nói đùa thôi. Chú con là người trong con lớn lên mà. Ý con muốn gì không lẽ chú không biết? Chắc do ngày trước con còn nhỏ quá, hôm nay mới hiểu rõ con người chú. Thật sao? Ý, cô có bạn ở đây à? Ừ. Chúng tôi gửi đồ ở đây trước. Là đồng nghiệp của con, thật ngại quá tụi con hôm nay phải họp. Vậy con nhớ những gì mà lúc nãy chúng ta đã nói nha. Yên tâm, con sẽ làm tư liệu đầy đủ để hiểu rõ nhà họ Long đó. Con bận gì thì bận, nhưng mà phải nhớ chăm sóc tốt cho mình. Sau đó chú sẽ dẫn Terry tới đây. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Terry, sao mặc kỳ cục như vậy? Là cậu kêu con đó. Siêu Chi rất thích thú bông đó. Terry ăn mặc như vậy đi gặp Siêu Chi, nhất định Siêu Chi sẽ rất là thích. Thì si em gặp nó rồi hay sao? Vậy nó có xem trọng việc kết hôn này hay không vậy? Đương nhiên rồi, em có nói mà. Nó còn nói là sẽ tìm đầy đủ tư liệu để hiểu rõ nhà họ Long đó. Làm tốt lắm. Anh Quy, tối nay chúng ta có một trận ngựa chiến. Thằng Max đã đặt chỗ rồi, nó muốn đi ăn cơm với anh, cổ vũ cho anh. Đúng đó bà, chúng con đặt chỗ rồi. Con ngựa đó tên Long Thổ Châu. Hai vợ chồng ngay cả một đứa con cũng không có. Đừng có liên lụy ba nữa. Chúng ta đứng tránh ra, đừng để bị ảnh hưởng nha. Thưa ông Long lớn. Casey ở đây sao? Sao tôi lại không ở đây? Có tài liệu cần đưa tôi sao? Cũng không quan trọng lắm đâu, trễ chút tôi gửi cho ông. Đó là gì vậy? Là một đoạn phỏng vấn của Dương Siêu Chi, trong đó có nhắc đến ông Long. Chà, do như vậy đã muốn lấy lòng anh của anh rồi. Nè, mau đi, qua đây coi chung đi. Không ngờ là đến năm 2020 rồi lại còn có loại người đàn ông đó cho tập đoàn Tiếp Long. Long Cẩm Quy, ông ta không những có nhiều bà vợ, còn có rất nhiều bạn gái. Ông ta thực chất chỉ xem họ như trò chơi, không tôn trọng phụ nữ. Casey à, đây là người con gái mà em muốn giới thiệu cho Terry chúng ta hay sao? Im đi. Anh không tôn trọng phụ nữ khi nào kia chứ? Cô có ví dụ thực tế nào mà cô cảm thấy ông ta không tôn trọng đến quyền phụ nữ? Giống như con trai của ông ta, Long Lực Sĩ, và người con dâu bị bệnh vô sinh thì bị ông ta khinh thường, và cũng như trung tâm của ông ta vậy, quảng trường Tân Quy Long cũng vậy. Trong đó ngay cả căn phòng chăm sóc trẻ con cũng không có. Thực chất không xem trọng phụ nữ. Em kêu quấy soạn đủ tư liệu. Là những tư liệu làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta sao? Lần trước em gặp cô ta có đắc tội gì không? Cho nên cô ấy mới làm như vậy nè. Không có. Lần trước em nói chuyện với cổ, xã giao rất tốt, không có chuyện xảy ra. Con nghĩ là cổ chỉ thẳng tính thôi. Đúng vậy ba, ba khoan tức giận đã. Đoạn clip chưa xem hết, để xem sao đã. Nghe nói cô vừa từ nước ngoài trở về, tại sao cô lại nắm rõ nhiều chuyện của tập đoàn Tiếp Long vậy? Vì tôi quen với chủ quản bộ phận cố vấn pháp luật ông Casey. Hai ngày trước ông ta có nói muốn tôi hẹn hò với con trai thứ hai nhà họ Long. Nhưng khi đang nói chuyện với họ, tôi cảm thấy họ không tôn trọng phụ nữ. Nhắc tới sinh con nối dõi, muốn tôi trở thành máy móc sinh đẻ cho nhà của họ. Đủ rồi. Tôi nghĩ là nhất định có hiểu lầm gì. Đúng rồi, chắc là có hiểu lầm rồi. Em sẽ giải thích lại với cô ấy. Nhưng mà không lý nào cổ lại nói những chuyện này chứ. Danh tiếng của anh bây giờ bị em hủy hoại hết rồi. Em đó, lập tức mau chóng giải quyết chuyện này cho anh đi. Dạ biết. Cô muốn sửa nhà vệ sinh nằm ở Hưng Bắc sửa thành nhà vệ sinh trẻ con. Đúng vậy, tôi không xem sơ đồ thì cũng không biết độ dài của hai bên nhà vệ sinh có vấn đề, tỷ lệ không bằng nhau. Nhưng mà chúng ta có thể thử sửa chữa nhà vệ sinh nam, tôi đánh dấu rồi. Chúng ta sẽ sửa thành khuôn viên hình dung đơn giản, tôi cho cô xem thử. Đúng là không đơn giản một chút nào. Lúc nãy khi tôi đi họp, khi anh ta nói chuyện với chúng tôi hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì. Nhưng bây giờ tôi xem sơ đồ này tôi mới hiểu rõ hết đó. Sơ đồ này cũng là theo ý của anh ấy mà vẽ ra. Chủ yếu là ý tưởng của anh ấy. Vậy được rồi, vậy đi. Tôi làm gấp cho cô cái sơ đồ này. Tôi đi nha, rồi, tạm biệt. Raymond à, cậu ở trong giới báo chí nhiều năm rồi, không lẽ cậu đi tin những lời mà Siêu Chi đã nói chứ? Nhưng vấn đề là lỗi của tập đoàn Tiếp Long có phải vậy không? Tôi nói cậu nghe nha, công ty chúng tôi vốn rất chú trọng đến cảm giác của những người khách hàng nữ. Nếu như cậu không tin thì tuần sau cậu tới quảng trường chúng tôi tham quan đi.
đến lúc đó cậu sẽ hiểu thôi. Đúng rồi, làm phiền cậu đến lúc đó viết lại giùm nha. À, được, hẹn gặp lại, cảm ơn cậu. Lại là những ký giả đó gọi cho anh đúng không? Ừ. Anh kiếm được cô siêu chi đó chưa? Anh đã gọi điện thoại rồi, cô ta không bắt máy đâu. Em biết sao không? Nó hồi nhỏ rất thích đẹp, rất thích trang điểm thành công chúa. Còn nói 16 tuổi đi lấy chồng nữa. Ai không ngờ rằng bây giờ nó biến thành một người như vậy. Một người con gái không có ra gì như vậy chứ. Còn tạo ra những câu chuyện như vậy. Thêm phiền phức cho anh nữa. Thật ra cũng đúng. Chỉ cần anh xây xong phòng chăm sóc em bé, mọi việc sẽ được giải quyết hết. Ừ. Các vị ký giả tới đây đi, tới đây đi. Đây là phòng chăm sóc em bé của chúng tôi xây dựng đó. Chúng tôi không phải tự khai tập đoàn của chúng tôi đâu nghe. Tôi vào căn phòng này tham quan xong, thật là muốn nhanh chóng sinh đứa nhỏ luôn đó. Chúng tôi hiểu rõ tâm lý của nhiều chị em có con phải đẩy xe em bé, mà còn phải mang vật dụng đến trước cái phòng em bé này, phải dùng tay để đẩy cửa ra, đúng là bất tiện lắm. Nên ở đây chúng tôi đã tăng cường thêm một công nghệ kỹ thuật mới. Là thiết kế mới gì vậy ông? Đó là nút cảm ứng nhiệt điện tự động mới nhất. Chỉ cần chào một cái, cánh cửa sẽ tự động mở ra. Quan trọng nhất là ý tưởng này là tự tôi đề xuất ra đó. Phần này mọi người có thể viết báo. Căn phòng trẻ sơ sinh thiết bị đầy đủ. Bên trong không những có những đồ chơi âm nhạc ra, mà còn có tã lót miễn phí, máy sưởi ấm, khử độc tố trong căn phòng. Còn có một thứ, bên trong đó có một cái máy cảm ứng. Nếu như có ai ở bên trong, bên ngoài sẽ tuyệt đối không có mở cửa được. Thưa ông Long Lớn, chúng ta chụp hình đi. À. Bên đây, bên đây. Oh my god. Trời ơi. Xem nó cánh cửa mở không được mà. Lần này chết thiệt rồi. Các người có nhầm không vậy? Tôi đích thân mời chủ tịch của hội liên minh cùng đến tham dự xem mọi người có cải thiện tốt được cái gì hay không. Không ngờ các người càng làm càng tệ. Đáng hổ thẹn. Anh là nhà thiết kế của phòng chăm sóc trẻ con, anh giải thích thế nào về sự cố này? Tôi không có gì để nói. Bài này nói cậu thiết kế căn phòng đó vốn là phòng chế nhạo toàn bộ chị em phụ nữ. Cậu à, sao cậu lại mất mặt vậy? Hôm nay lúc họp ba cũng rất tức giận. Ba nói trên mạng có rất nhiều hiệp hội phụ nữ đang trách tập đoàn Tiếp Long chúng ta không tôn trọng phụ nữ, còn nói là muốn tẩy chay tập đoàn Tiếp Long nữa, làm chúng ta ngay lập tức mất rất nhiều khách hàng. Cậu biết trên mạng có nhiều người đã công khai quyền riêng tư của cậu, nói cậu là tên thiết kế căn phòng háo sắc, còn nói cậu là kẻ thù của phụ nữ nữa. IC cho anh biết đi, thiết kế của anh đúng là có vấn đề sao? Thiết kế của anh không những rất tỉ mỉ, nhưng vì anh cố gắng làm gấp cho nên mới xảy ra vấn đề đó. Cô khẳng định à? Chỉ có em hiểu anh thôi, không giống phụ nữ đó, ai nấy đều không có nói đạo lý. Ai không nói đạo lý? Tôi nhận ra anh là người đã thiết kế căn phòng chăm sóc trẻ con đó mà. Mọi người nói chuyện khách sáo một chút được không? Cô là bạn gái của anh ta, nếu vậy thì bỏ sớm đi. Xem bộ mặt của cô không có phải giống người tốt gì hết. Tôi là ông chủ ở đây, tôi không muốn hai cô ở đây làm ảnh hưởng khách hàng. Đi ngay đi. Đi thôi. Người gì vậy? Có bệnh sao? Wow, cậu à, cũng may là hai người đó nhận nhầm người thôi. Dù bọn họ nhận nhầm người đi nữa, cậu cũng sẽ bảo vệ cho IC. Ủa? Sao có gì cuộc điện thoại kỳ lạ gọi tới vậy? Còn có tin nhắn nữa chứ. Nói em vô liêm sỉ, còn nói em là người phụ nữ rất xấu xa nữa. Kệ đi anh, em không xem những thứ đó đâu. Có phải anh làm cho em lương lị không? Anh đừng nói những lời này. Bây giờ là phải giải quyết những rắc rối đó. Sao lại than thở? Làm gì để ở đây một mình? Những đồng nghiệp nữ đó, họ nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy ý nghĩ xấu. Mọi người nhìn anh với ánh mắt xem anh là kẻ xấu đó. Cho nên anh mới đứng đây một chút, để cho bọn họ không có nhìn thấy anh nữa. Em đi họp, anh để có nói gì không? Lúc nãy Cung Diệp cũng ở đó. Cậu ta đi ra ngoài rồi mà. Là ông Long Lớn gọi anh ta về để giải quyết chuyện này. Cung Diệp nói bây giờ quan trọng nhất là phải lấy lại hình tượng cho công ty trước. Anh ta có đề xuất là ngày mai ở Tân Tiếp Long sẽ tổ chức phân phát sữa và tã miễn phí cho các bà mẹ, để các bà mẹ không tức giận nữa. Vậy cũng tốt. Rồi còn anh, có nhắc gì tới anh không vậy? Có đó, nhưng mà anh nghe hết, đừng có sợ nha. Anh ta gọi điện thoại tìm chị Helen nhân sự xem lại tiền lương của anh. Hả?
Cũng chỉ tính tiền lương mà thôi, lại không đề cập là bắt anh từ chức. Cho nên em có nói với ông Long lớn rồi, anh là mấu chốt của chuyện này, nên đề xuất ngày mai anh đứng phát tả, vừa phát tả vừa xin lỗi các bà mẹ. Sao bắt anh làm cái chuyện đó? Đây là cơ hội cuối cùng lấy công chuộc tội của anh đó. Nếu như anh cảm thấy xấu hổ, vậy thì ngày mai em đi với anh. Vậy thì không cần đâu, nam nhân đại trượng phu sao có thể bắt bạn gái của mình giúp mình được chứ. Làm thì làm thôi. Đúng đó. Thật là xin lỗi các bà mẹ ở đây. Lần trước buổi ra mắt phòng chăm sóc trẻ sơ sinh là một sơ suất. Xin mọi người hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tập đoàn chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị những món quà nhỏ tặng cho mọi người. Mời chị Linh nhận quà. Thật ngại quá các bà mẹ. Thật là ngại quá. Xin các chị chấp nhận lời xin lỗi đầy chân thành của chúng tôi. Thật là ngại quá. Chào ông Long lớn. Ông Long lớn. Sao chỉ có hai người ở đây thôi? Thật là ngại quá. Đâu? Lúc nãy IC vừa mới gọi điện thoại. KC nói đang trên đường tới. Gọi lại lần nữa đi, xem cô ta đang ở đâu. Thật là ngại quá, mong chị tha thứ. Không nghe máy. Wow, cậu KC này đang làm gì vậy? Tự mình giải quyết không được là bắt bạn gái tự chịu. Vốn dĩ là như vậy mà. Chúng tôi xin lỗi các chị, xin lỗi. Chúng tôi xin lỗi các chị. Dịp à, sao lại có một con thú bông ở đây? Là tôi bảo anh ta đến đây đó, muốn cho các bà mẹ vui vẻ, tạo không khí một chút thôi. Cũng được. Làm phiền anh giúp chúng tôi phát ha. Chúng tôi xin lỗi các chị. IC, xin lỗi nha. Anh thật là có nỗi khổ. Anh thật là không dám đối diện với bọn họ đâu. Trời ơi cậu à, cậu có cần phải sợ tới vậy không? Đừng có gọi cậu là cậu. Cậu có biết ở trên mạng rất nhiều bà mẹ đang rất ghét cậu không? Cậu bây giờ phải hết sức cẩn thận đó. Bọn họ rất quá đáng. Bọn họ cứ là chỉ cần ở đây tặng quà cho các bà mẹ là xong hết sao? Những suy nghĩ từ đại này của người đàn ông nhất định là của kẻ không biết tôn trọng phụ nữ khi si bày ra. Chúng ta lần này nhất định phải làm cho anh ta bị mất mặt. Đúng vậy. Wow, cậu à, cậu đúng là đoán không sai. Có người đang muốn phá cậu đó. Lần này đúng là không dám gặp ai hết trơn. Chỉ có thể giả dạng là thú nhồi bông thôi. Sao có mũi vậy? Không phải là con ông. Con ông đó. Cứu tôi. Cậu ta đang làm gì vậy? Đúng vậy, không biết cậu ta đang làm gì nữa. Sao lại có con ông xuất hiện vậy? Cứu tôi. Ông Long à. Các bà mẹ ơi, mọi người đừng lấy quà tặng gì nữa hết. Các chị không thấy bọn họ đang dùng tiền để mua chuộc lòng người hay sao? Hả? Vậy chúng tôi nhận quà của họ không có nghĩa chúng tôi tha thứ cho họ. Chị xem, họ đã ghi hình lại hết mọi thứ rồi. Sau đó họ sẽ đăng lên mạng, nói mọi người đã tiếp nhận lời xin lỗi của họ. Rồi sao đó là được các chứ? Chị đã chấp nhận ông ta xây nhà vệ sinh đó. Ông đúng là đang chà đạp lên lòng tự trọng của phụ nữ. Các chị à, không phải vậy đâu. Thật sự chúng tôi không có ý này đâu. Các chị à, tôi xin lỗi. Chúng ta qua bên kia nói chuyện nha. Ông Long lớn, chúng tôi có cần đưa ông trở khỏi đây hay không? Không cần đâu. Cậu với Diệp lo xử lý chuyện ở đây là được rồi. Dạ. Chà, sao mùi gì hôi dữ vậy? Con của tôi nó ị ra dơ rồi. Ồ, dơ vậy sao? Thưa ông Long lớn, để tôi xử lý được rồi ông đi trước đi. Ông đừng đi. Lúc nãy ông nói con trai tôi dơ sao? Tả lớp của các người tôi không cần đâu. Casey. Tới rồi, cân cà ri. Cậu Hào không phải cậu chứ? Cậu... tôi đâu có gọi cái món này đâu. Tôi bưng lộn bàn. Thằng ai quá khi si. Nhìn thấy dĩa cơm là nghĩ ngay tới anh luôn rồi. Cậu phải là cậu phá tôi sao? Cậu đừng tức giận như vậy mà. Hy sinh của cậu hôm nay đúng là đáng lắm. Những người phụ nữ trên mạng đang đồn anh là người bạn trai giúp đỡ em cái dơ bẩn đó. Nói anh là người bảo vệ phụ nữ mà còn đối xử với bạn gái rất tốt. Bây giờ Tân Quy Long không còn bà mẹ nào nói cậu là người xấu. Doanh thu còn tốt hơn trước nữa. Mà còn nữa, anh bảo vệ em thì bảo vệ em, sao lại dùng mặt của mình đỡ cho em chứ? Đang có chuyện xảy ra mà anh đâu có suy nghĩ được nhiều như vậy. Quan trọng nhất là em không sao thôi. Có lý đó. Sao lại không trả lời? Có phải những người không ra gì lại gửi cho em những tin tức nham nhở không? Không phải đâu, là ký giả nhắn cho em đó. Họ muốn em phỏng vấn. Họ nói sao em có thể kiếm được người bạn trai đỡ giúp em những thứ đó. Không phải chứ. Chào chú gấu bông. Sao chị? Chú gấu bông cho con xin lỗi. Là con hiểu lầm chú. Con tưởng là chú không tôn trọng phụ nữ. Không sao, mọi chuyện đã qua hết rồi, đừng có nhắc tới nữa. Đúng vậy. Vậy lần trước chú có nói là hẹn hò thì sao? Terry ở đây nè.
hai người làm quen đi ha, làm quen một chút đi. Chào cô Siêu Chi. Tôi cảm thấy cô đúng là một người phụ nữ rất thẳng thắn. Chỉ sao lúc tôi còn nhỏ, tôi không biết cách cất giấu tình cảm của mình. Chú Út Bông à, thì ra câu nói đó là thật. Là câu gì? Là câu mà con muốn làm vợ của chú đó. Hả? Con độc thân đã nhiều năm trôi qua, là luôn tìm một người bạn trai phải đỡ dùm con những thứ dơ đó. Con gặp được rồi. Anh ta đã có bạn gái rồi. Tôi biết mà. Tôi là phần tử của Hiệp hội Phụ nữ, tôi còn phải cố gắng tự giành lấy hạnh phúc cho mình. Chú Gấu Bông à, chú sẽ chọn con, có đúng hay không? Lần này là chú không có ổn được rồi. Cậu à, sao cậu lại dẫn con tới đây vậy? Ê, cái cô Siêu Chi đó không biết phiền cỡ nào, nên cậu đến đây để tìm lại cảm giác yên tĩnh thôi. Chắc là do sức hấp dẫn của cậu quá lớn. Vậy tại sao con không thấy cậu lo vậy? Thật xin lỗi luật sư Ngô, ông không thể vào trong được. Giám đốc Trần có phải đang đùa hay không vậy? Tôi mà không thể vào sao? Có hội viên cảm thấy ông ở trung tâm giúp bạn gái đỡ phân, ảnh hưởng tới hình tượng của câu lạc bộ Fan Club chúng tôi, nên đã hủy bỏ thân phận hội viên của ông. Mọi người đã thống nhất rồi. Không thể nào, sao lại như vậy được chứ? Ai lại dám làm vậy? Tôi muốn kiện nó. Nói. Thưa ông lòng lớn, luật sư Ngô đang ở bên ngoài la lớn, ông có cần ra coi không? Ê, không cần để ý đâu. Dạ. Nè Diệp à, dạ. Cạn ly. Cạn ly ông lòng lớn. Cạn. Xem ra Casey vẫn còn chưa biết mình sai ở chỗ nào. Ông đừng đi. Lúc nãy ông nói con trai tôi dơ sao? Cả lớp của các người tôi không cần đâu. Đeo khẩu trang phải đeo đúng cách mới có tác dụng bảo vệ. Có miếng kim loại hướng phía trên, có màu sắc hướng mặt ngoài. Lấy dây thun của khẩu trang móc lên hai bên tai. Khẩu trang phải đeo sát mặt, phải hoàn toàn che hết miệng, mũi và cằm. Hãy nhớ, ở miếng kim loại thì hai bên mũi phải nhấn mạnh vào.